Hello anh em thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em xem là các cái phương pháp để chúng ta có thể là kiếm tiền từ việc chơi coi các cái phương pháp mà anh em hiện tại đang làm trên thị trường chơi coi theo phương pháp nào thì ở đây thì mình có một cái map ở trên này anh em có thể xem và mình liệt kê ra một số cái phương pháp mà bản thân mình đã từng làm tức là mình đã từng chơi coi theo những cái phương pháp như này và đã có những cái con coi mà mình có thể kiếm được tiền rồi thì hôm nay mình sẽ ngồi vào liệt kê và chia sẻ cùng với anh em luôn thì uh, thường uh, khi mà chúng ta chơi coi uh, thì sẽ có hai cái trường phái trường phái đầu tiên là trường phái kiểu lướt sóng lướt sóng tự do những cái sóng ngắn uh, tức là mua vào bán ra liên tục mua vào bán ra liên tục cứ con nào mà uh, giá thấp thì mình mua vào sau đó thì đợi tăng giá thì bán ra và cái cách này uh, thì chúng ta sẽ trong cái việc mà lướt sóng này uh, thì thường mọi người cũng chia làm rất là nhiều kiểu uh, thứ nhất là chúng ta phải tự đánh tự đánh dựa vào tin tức tin tức kiểu như là cái cùng coi đây có cái tin là lên sàn này hoặc là có tin tức gì đấy cập nhật mới bắt tay với ông nọ ông kia đấy hoặc là thậm chí là chỉ là một cái câu phát ngôn của cái folder thôi chẳng hạn cái người mà sáng lập đó đồng coi ấy thôi thì cũng sẽ giúp cái đồng coi này nó nó tăng trưởng thì khi mà bắt đầu có tin tức đấy thì mọi người bắt đầu mua vào thì đấy cũng là một cái cách. Cách thứ hai nữa đó là cách phân tích kỹ thuật, tức là chúng ta nhìn vào biểu đồ nến các thứ ABC, đấy, nhìn vào những cái phân tích kỹ thuật vào các cái đường chỉ rồi là các cái nến rồi là việc dựa vào cái chủ yếu dựa vào việc phân tích kỹ thuật này để tìm được cái điểm mua, vùng mua, sau đó thì đợi đến cái điểm bán, vùng bán thì thì mình sẽ bán đấy kiểu thế tờ cứ mua rẻ thì bán đắt đấy chứ đừng ngược lại nha ok một cái cách nữa mà anh em có thể thấy hiện tại bây giờ rất là nhiều phổ biến đó là copy tức là copy chơi á thế sao ta sẽ có những cái bạn chuyên gia bạn ấy chuyên ngồi vào nó đánh đánh có thể mang margin hoặc anh thường kiểu gì cũng được đấy, sau đó thì chúng ta sẽ vào chúng ta copy tức là họ mua cái gì thì mình mua cái đấy thì à, có những cái trang như là đây mình có một số cái trang mà anh em thể là đây big bom này đây. big bom big bom đây. Đấy. thì cái trang này là một cái trang kiểu như thế đây tức là người người ta chúng ta sẽ vào sau này chúng ta nạp tiền vào đây và chúng ta sẽ tìm đó chúng ta sẽ sao chép này chúng ta sẽ tìm những cá nhân mà có cái tỷ lệ thắng cao hoặc là nhuận cao này đó, mình sẽ follow theo họ mình sao chép của họ tức là họ đánh cái gì thì mình sẽ đánh theo cái đấy nhưng mà thường cái này thì nó sẽ không có chơi qua thông thường mà sẽ là Uh, chơi margin tức là chơi có đoàn bảy thì hôm nào mình sẽ làm cái video nói về việc mà chơi margin này nó là cái gì uh, future spot thì cái kiểu kiểu các kiểu hầu hết là sẽ có ba kiểu như thế thế thì uh, uh, cái cách này là cái cách mà gần như là khá là nhiều người sử dụng bởi vì nó đơn giản và với cái đoàn bảy uh, vốn lớn á, thì anh em chỉ cần vốn nhỏ thôi <laughs> mà thì mình vẫn có thể là tham gia vào cái thị trường này và kiếm một số tiền khá là lớn được tại vì đòn bảy nó cao đánh margin mà đấy thì ở đây thì mình có thể mình vào và mình sao chép người thấy thằng nào thích thì mình sao chép thôi dựa trên các cái các cái con số ở trong này à, đây là số người theo dõi này rồi tỷ lệ lợi tức của họ là bao nhiêu này à, lợi nhuận trong tuần qua là bao nhiêu phần trăm này đó thì mình có thể là follow theo đấy họ đánh lệnh mua lệnh buy thì mình cũng buy mà lệnh họ đánh sell thì mình cũng sell đấy tức là đánh bằng mà chỉ có sell hoặc buy thôi mà đấy thì đấy cũng là một cái cách mà rất là nhiều anh em có follow theo và làm theo cái phương pháp đó cái cách một cái cách nữa đó là chơi theo kiểu là bốt chơi bốt chơi chứ bốt là mình biết sai bot chơi tức là một cái con robot và nó liên tục nó request nó request cái thị trường theo chẳng hạn mình xác định là mình sẽ follow theo dõi khoảng độ tầm năm con coi mà mình thích đi Đấy thì nó sẽ liên tục nó quét cái năm con coi này và dựa vào những cái chỉ số mình cài đặt sẵn rồi mình cài là chẳng hạn như cứ giảm 10 phần trăm thì mua vào 30 phần trăm số tiền mình có này hoặc là giảm thêm 10 phần trăm nữa thì mình mua 50 phần trăm số tiền mình đang có này vụ thế thì mình cài sẵn như vậy và khi mà tăng 10 phần trăm thì bán ra 50 phần trăm coi chẳng hạn thế thì mình sẽ cài sẵn những cái thuật toán như vậy rồi và đương nhiên là thị trường khi mà nó rung lắc à, tức là nó lên xuống liên tục à, thì nó cứ tự động nó mua ra bán vào mua ra bán vào liên tục và cắt cắt được những cái khoảng mà lãi nhất định như vậy thì đấy cũng là một cái mà rất là hay thì cái này chính là cái mà hiện tại mình đang thì follow và mình mình mình, mình uh, sử dụng để mình uh, mình chơi tại vì anh cũng biết là bản thân mình là thằng kinh doanh tức là mình tập trung rất là nhiều thời gian vào câu chuyện là làm kinh doanh và làm đào tạo cái mảng kinh doanh chứ còn cái việc mà chơi coin này thì mình coi như là một cái khoản đầu tư mạo hiểm nên là mình sẽ vứt một khoản tiền vào và cho nó chơi tại vì anh em biết là thị trường nó đang chen cái này thì chỉ phù hợp với lại thị trường chen thôi em ạ tức là thị trường lên đó, thị trường chen, áp chen giống như thời điểm này này tức là dù nó có xuống thêm nữa thì sau này nó cũng được thổi lên đó. và chúng ta chỉ follow theo những con coi tốt thôi, những con coi tốt những con không thể nào về không được. Đấy khó có thể về không có mất giá dài hạn đấy thì chúng ta sẽ follow theo thì cái này điều nào mình sẽ nói chi tiết về cách để chơi cái con này nhé cái này khá là hay đấy rồi tiếp theo là đến uh, qua được cái giai đoạn lướt sóng này thì thì sẽ đến những cái bạn cao những cái bạn mà mang tính đầu tư dài hạn hơn đó là bạn hô hô đỏ người người mà nắm giữ cái đồng coi đó, thì hầu hết đó, những người nắm giữ đồng coi thì có rất là nhiều cách chơi có thể là mua trực tiếp trên sàn À, cũng có thể là mua vì và và cái việc mà mua trên sàn này họ có thể mua theo tin tức tức là sắp tới mình biết là à, cái con vợ con uh... SFP uh, này chẳng hạn là cái con này nó sẽ lên sàn uh, gì sân gì đấy, bài lần các thứ ABC đúng không? Ví dụ nhá, ví dụ vậy thôi thì chúng ta sẽ mua vào cái nó chữ khi mà giá nó còn đang thấp, và thường khi mà bắt đầu nó lên trên sàn á thì giá mà nó tăng cao lên, và sau khi mà giá tăng cao lên thì mình bán ra. Thì đấy nó dễ dàng như vậy thôi. Thế là mình target sẵn là uh, ok, lúc tôi mua vào thì cứ bao giờ nó khoảng độ tầm một đôi tôi mua vào và đến ba đôi tôi bán ra tức là x3. Làm thế đi. mình mình target vậy và mình đợi đến đến cái điểm nào mà đủ target thì mình bán ra không thì thôi chứ còn mình không lướt sóng chứ không bán ra bán vào liên tục chưa đạt mục tiêu thì mình chưa bán nếu mình cứ bán ra bán vào liên tục thì nó gọi là lướt sóng ở trên rồi và nếu mà chơi dài hạn thì mình sẽ mua và đợi đến đúng cái điểm đó thì mình bán thì có thể anh em mua theo tin tức này hoặc là mua theo kiểu như là tầm nhìn này đó là tầm nhìn tức là sao mình biết được là cái đồng coin này sau này sẽ lên tức là mình tin tưởng nó tầm nhìn tức là mình tin tưởng vào nó mình tin vào đội ngũ phát triển mình đọc sách trắng mình nghiên cứu đồng coin này mình thấy nó có tương lai cái platform cái nền tảng nó hay và nó sẽ có tương lai vậy thì mình sẽ mua và chữ nó rất là dài hạn đến khi nào nó đạt được target thôi à, thì lúc đó thì mình sẽ không cần phải quan tâm đến là nó có tin tức hay không bởi vì xác định là trước sau gì nó cũng lên đó thì không cần biết có tin tức hay không cứ thế là mua thôi thì lúc đầu có thể là chưa có tin tức nhưng mà sau kiểu gì nó cũng có tin tức và lên và một cái cách nữa là nó mua trên sàn này chúng ta có thể mua theo kỹ thuật được à, kỹ thuật tức là anh em chẳng hạn như anh em thấy bit chẳng hạn đi biết đi dù là cái đồng coi này họ không quan tâm đến tin tức cũng chẳng quan tâm tầm nhìn nhưng mà về xét về kỹ thuật đấy chẳng hạn như là à, ở thời điểm vừa rồi á nó đau xuống khoảng độ tầm 4 k bài thì những cái bạn mà phân tích kỹ thuật đấy họ biết là kiểu gì nó cũng sẽ có kèo hồi thì họ có thể mua vào và chữ đến tức là họ biết được cái điểm đấy là điểm đẹp để mua rồi ạ không thể nào thủng được đáy nữa rồi á thì họ bắt đầu có được điểm đẹp rồi thì họ mua vào và chữ đến khi nào đủ target chẳng hạn như là target 60k chẳng hạn đấy thì họ đợi 60k thì họ bị bán ra thì đấy cũng là một đấy là cái cách để chúng ta vào vào mua cái đồng coi để nắm giữ nếu cái đồng coi đã ở trên sàn rồi thế còn lại một số các cách khác khi mà chúng ta mua đồng coi chữ tích chữ nó nắm giữ nó khi mà nó chưa ở trên sàn là nó trưởng lên trên sàn nó có thể là ID, ico ido gì, gì đấy thì bây giờ mình mình có tìm hiểu một chút vào đây mình đã tìm được một cái bài viết rõ ràng như này rồi thế thì uh, ido tức là họ viết tắt của cái từ này đấy, mình cũng chả biết đọc là cái gì đâu nhưng mà mình chỉ cần biết là cái ido tức là họ bán phát bán coi ở cái lần phát hành đầu tiên của những cái sàn phi tập trung để phi á. thì uh, ở một số cái khác thì gọi là ico hoặc là STO hoặc là uh, ilo đấy có thể đọc được các còn đọc được như vậy Ở đây thì nó có một số cái như này một cái khái niệm này là ICO thì là cái vòng gọi là vòng kiểu như là huy động vốn á thì cái này quy mô thì là là do các công ty khởi nghiệp chẳng hạn như mình thích làm cái dự án gì đấy thì mình ngồi mình viết ra cả một cái bản kế hoạch và bắt đầu mình huy động vốn và nếu có tiền thì mình làm còn nếu không có tiền thì mình chịu đúng không kiểu thế thì cái yêu cầu pháp luật của nó thì gần như là nó sẽ không có cái gì hết cái vòng STO tức là cái vòng mà cái công ty mà họ phát hành ra cái đồng token này token này thì cho các nhà đầu tư thì họ cần phải được được, được 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 bảo đảm một cái tài sản công ty gì đấy. Cái này thì nó sẽ như kiểu là sẽ chặt chẽ hơn rất là nhiều và cái này thì vì nó chặt chẽ nên rất là ít người mua bởi vì là anh em đầu tư đang đầu tư cơ hội mà, đầu tư vào cái gì nó nó như kiểu nó mơ mộng một chút nên là cái này khá là ít người đầu tư. Cái quy mô thì công ty này đã phải phát triển ở một cái mức độ nào đó rồi thì họ mới phát phát hành cái này. Cái um, IEO này á thì là một cái dự án mà họ phát hành cái token này trên các cái sàn phi tập trung thì cái này thì các sàn sẽ chịu trách nhiệm gọi vốn đầu tư cho nó và bảo đảm cái độ uy tín cho những cái con 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 token này thì cái này là phù hợp với công ty nào mà đã khởi nghiệp rồi về cái yêu cầu pháp luật thì cái này cũng gần như là không có cái gì hết chúng ta mua chủ yếu dựa vào hệ thống niềm tin và và vào cái kiến thức của chúng ta ở trong cái ngành đấy chúng ta dự đoán này kiểu thế và một cái nữa là IDO mà cái này thì cái đang thì rất là chen đó là dự án phát hành đầu tiên đó như mình mà hiện tại giờ mình cũng hay là mua hay hay khá là hay mua cái này cái ICO thì nó là từ năm trước từ 2017 2018 đó, thì nó phát triển rất là mạnh nhưng bây giờ thì hối hết là mua cái IDO này tức là cái vòng mà bắt đầu người ta phát hành người ta bán còn lại còn lại thì nó sẽ còn rất nhiều loại nữa cũng như vòng private là cái vòng mà người ta bán từ trước cái lúc ICO hoặc là IDO này tức là khi mà cái đội ngũ phát hành phát triển cái đồng coi đấy á mà họ đang trong quá trình họ làm á họ sẽ bán đi một phần cái đồng coi đấy bán đi kiểu bán thì bán hợp đồng tương lai nhất tức là khi là tôi phát hành thì tôi sẽ chia cho ông bằng này bằng này bằng này này đấy, kiểu thế thì khi mà bán cho họ rồi á để lấy cái số tiền đấy để tiếp tục phát triển dự án thì đấy cũng là một cái mà bọn mình cũng hay mua ok thì đấy là những cái cách mà mọi người có thể mua và tức là các cái cách để anh em để kiếm tiền từ cái việc chơi coi từ cái biển lướt sóng này nắm giữ và các cái phương pháp chủ yếu mà bản thân mình hiện tại đang làm cho còn trên thị trường thì có rất nhiều anh em làm theo nhiều các phương pháp khác nhau nhiều các cách khác nhau lắm anh em ạ nhiều kiểu lắm ai rồi đủ thứ trên đời chữ coi họ không mua mà họ ai hoặc họ đi đi làm thị trường nói chung nhiều kiểu lắm thì mình muốn chia sẻ với anh như vậy để anh em có được cái kiến thức cơ bản về việc mà nếu mà một anh em muốn bắt đầu vào cái thị trường mà chơi coi kiếm tiền từ coi này á thì anh em cũng có thể là nhờ cái video của mình và nắm được một chút cái thông tin và một chút cái phương pháp mà đánh mà mà bản thân mình và anh em bạn bè của mình cũng hiện tại đang đánh thì ở đây thì những cái phương pháp mà mình hay đang sử dụng nhiều nhất đó là mua ở trên sàn để chữ khi mà mình có được cái tầm nhìn tốt và cái 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 đồng coi đấy và có tin tức tốt thế nhưng thế nhưng mà mình cũng phải đợi cái điểm kỹ thuật đó tức là đợi cái điểm mà mình vào tốt nhất đó, thì mình mới mua đấy là những cái con coi ở trên sàn cái thứ hai là những cái con coi mà uh, mình có được cái mình biết được cái tầm nhìn sứ mệnh của cái đồng coi đấy nó ok rồi mọi thứ công nghệ thì ok rồi thì mình có mình mà mình có cơ hội để mình mua ở những cái vòng ido thì mình sẽ mua đấy à, cái thứ ba đó là cái mà mình kiểu như làm hàng ngày á tức là những cái con hô này là mình mua và mình chữ ở đấy nhá và gần như chả bao giờ mà mà bán trong ngắn hạn kiểu mình chưa đạt target á kiểu như là mình mua những con mà x ba x bốn là mình vẫn chưa bán là vì mình vẫn mong muốn là nó x 10 đấy, được thì được x 10 còn không thì thôi kiểm như thế á mình cứ vào một nghìn đúng không vào một nghìn mà nếu nó x 10 thì được 10 000 còn nếu không thì coi như mất một nghìn đấy thì mình vào ba bốn con thì kiểu gì cũng có được một con dụ thế à, hên xui thôi à, thế còn lại cái việc mà cái kèo lướt sóng hàng ngày để kiếm tiền á thì hiện tại thì mình đang chơi theo kiểu là bốt chơi chứ mình không có tự đánh mình em biết là bản thân mình là thằng kinh doanh mà mình không có đủ thời gian để mà mình ngồi mà mình gọi là cứ nhấp nhô nhấp nhô lên xuống và cũng không đủ 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 khả năng về kỹ thuật để mà ngồi mà phân tích và hóng tin tức được tại vì có một ngày mình giải quyết khá nhiều việc thế thì hiện tại cái cách của mình á ngày xưa là mình sử dụng cái cách copy chơi nha em ạ nhưng mà không được à, đánh margin mà copy chơi thì fail chết ngay hôm nào thì mình sẽ nói về câu chuyện copy chơi sau nhá thế nhưng mà hôm nay uh, muốn chia sẻ với em vậy thôi thế còn lại cái mà mình đang làm ở trong cái kèo lướt sóng thì chủ yếu dùng bốt nha ok thì cái video sau thì có thể là mình sẽ chia sẻ với anh em về copy chơi là gì một số các cái phương pháp để chúng ta đánh copy chơi rồi bốt là cái gì thì một số phương pháp lại đánh, đánh bốt rồi là cách mua ico ido rồi các cái liên quan đến chuyện mà làm sao để có được tin tức xem được tin tức ở đâu hóng ở đâu để chúng ta mua À, nếu anh em quan tâm đến những cái video liên quan đến uh, uh, đầu tư và kiếm tiền từ thị trường crypto Thì anh em có thể là follow cái kênh này của mình Mình sẽ làm một vài các cái view liên quan đến cái nội dung này nữa để dành cho anh em Và nếu mà cái nội dung này mà anh em thích thì mình có thể làm xuyên suốt uh, Những cái thứ mà mình hàng, hàng ngày mình đang làm và mình kiếm tiền từ cái thị trường này như thế nào nhé Ok, bye bye anh em, hẹn gặp anh em ở một cái uh, video tiếp theo nha